hàng đó nữa. Không, dưới là em cua 8 xu à, không có về là bán rẻ bỏ hết. Để dành bán lệ hả? Dạ, em bán bỏ hết rồi, bán xỉ hết rồi. Dạ. Con nó rẻ à. Làm khoảng 3 triệu mấy 4 triệu. Chăng anh? Sóc Trăng. Gặp luôn sao? Qua cái máy cài John Deere có thể số 1 của Hoa Kỳ nha. Cái này đang mua này. Bây giờ thế nên chắc chỉnh qua đây được quá. Này nè, nó bây giờ nó đang đi bên nè, thấy không? Sới đang đi bên đó. Không kiếm được. Kiếm được. Thấy kéo này ra nè, kéo này qua thôi. Không kéo nguyên con luôn. Được không? Được. Đấy, dưới đó, được rồi. Không, cái này nó không được thôi. Tại vì nó bắt lưỡi lũng chân nè. Có. Kéo rồi nó qua hết rồi. Con là con gì anh? Nguyên bộ nó khoảng 17 triệu á. Đúng rồi. Mấy 7 mấy 8 à, 8 chưa lên. Mấy nhỏ có mấy cái xăng. Không anh. Mà. Có à? Có luôn. Đây là máy cày John Deere là thương hiệu số 1 của Hoa Kỳ nha bà con. Động cơ rất là khỏe, chùi rất là cứng. Alo.
Máy gì anh? Ông xíu mắc lắm anh ơi, nó đâu rồi? Ôi, chức năng nặng quá. Nặng nó xa không sợ, điện phí nó nặng đó. Em mới chuyển con 5,2 triệu. Dạ, cũng thùng rồi, cắt 3 khúc cũng thùng ra 5,2 triệu. Xuống đây là chị xe cho nên đi lên lấy về để rẻ với chị xếp ở tour. Xế gãy lên để luôn cái bánh này, cái bánh nha. Xế gãy là nước như cái này hết á. Xế gãy là ok bánh này. Tại vì xế gãy với xế ruộng cũng vậy à. Là để xuống nước được luôn á. À, là để bánh thun này chạy luôn ha. Ừ. Tại vì nó hai cầu. Nếu mà một cầu là thua, xuống nước là thua. Hai cầu là bánh thun chạy được hết. Ừ. Nước lên ruộng thì chạy hết. Giờ hai cầu nhẹ rồi ai xài cầu nữa. Ồ, giờ ai xài. Cầu lái nặng nhất là luôn. Hai cầu cũng tiện ha. Khởi động nhẹ. Điện rất an toàn nha. Khoan nha. Thùng xới khoảng 50 nữa. Rồi. Rồi. Chưa. Sao?